Người đàn ông này vừa lái xe về đến nhà, bỗng nghe tiếng chó cưng của mình sủa một cách lạ thường. Khi ông tiến gần đến nơi, bỗng phát hiện một mô hình chi tiết về vụ xả súng hàng loạt, một vụ án từng gây chấn động thế giới vào nhiều năm trước, đã khiến 13 sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ra đi. Tiếp đó, căn phòng bên cạnh bỗng phát ra những cuộc hội thoại rùng rợn. Xung quanh căn phòng dán kín những trang sách về một cuốn tiểu thuyết kỳ bí. Rốt cuộc ai có thể lẻn vào nhà ông và dàn xếp tất cả những thứ đó? Và người đàn ông này đang phải đối mặt với thứ đáng sợ gì? Xin mời các bạn cùng vua phim hay theo dõi hết bộ phim này nhé. Dozu là chủ nhân của một cuốn tiểu thuyết kinh điển mang tên The Infernal Machine. Nội dung cuốn tiểu thuyết kể về một vị linh mục trẻ vì sự giận dỗi nhất thời mà dành cả cuộc đời để trả thù nhân loại. Có điều cuốn sách đó đã bị thu hồi sau khi liên quan gián tiếp đến một vụ án lớn. Kẻ gây ra sự kiện kinh hoàng đó lại là một thiếu niên 17 tuổi. Cậu ta khai báo với cảnh sát rằng bản thân bị nội dung cuốn tiểu thuyết đó thôi miên. Hiện tại thiếu niên này đã bị giam giữ tại nhà tù liên bang. Sự kiện đó xảy ra cách đây đã hơn chục năm, và từ năm đó Dozu vẫn luôn sống ẩn dật tại một căn nhà hẻo lánh. Có điều gần đây cuộc sống của ông đã bị xáo trộn bởi một người bí ẩn. Hắn ta thường xuyên gửi cho ông những lá thư bàn về cuốn sách. Dozu hiện tại không muốn dây dưa đến những chuyện này. Có điều người bí ẩn kia nhất quyết không chịu buông tha cho ông. Ngày ngày vẫn gửi cho ông những lá thư với cùng một nội dung giống nhau khiến Dozu rất bực bội. Ông quyết định mua một con chó trong nhà. Một sáng nọ khi vừa nghe tiếng chó sủa, ông liền thức dậy. Đúng như dự đoán, đã bắt gặp chiếc xe đỗ trước cửa nhà mình. Ông đang định bóp cò thì kịp thời nhận ra đó là người của chuyển phát nhanh. Tối đó, ông ra siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt. Trên đường về bỗng phát hiện một chiếc xe đang bám sát phía sau. Ông nhấn chân ga nhanh nhất có thể. Có điều khoảng cách của chiếc xe kia lại càng lúc càng gần. Ông bình tĩnh lấy ra một khẩu súng. Ngay khi ông định bóp cò thì phát hiện đó chỉ là đám thanh niên nghịch ngợm. Những ngày sau đó, người đưa thư kia vẫn tiếp tục lấp đầy chiếc thùng của ông. Một đêm nọ, ông điên tiết định đem chúng đi đốt, nhưng bất ngờ lại phát hiện ra một chi tiết đặc biệt. Ông ấn gọi vào số điện thoại ghi trên đó, dùng những lời nói tức giận để đuổi anh ta. Có điều do mải mê mắng chửi ông quên rằng mình đang cầm chai rượu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông được một nữ cảnh sát giúp đưa về nhà. Cô cảnh sát này rất nhiệt tình bắt chuyện với ông và vô tình biết được ông chính là nhà văn nổi tiếng năm đó. Tối đến, ông mở cuộn băng được người kia gửi tới. Nội dung trong đó lại là những lý thuyết trước đây ông hay giảng dạy cho sinh viên của mình. Ông quyết định gọi điện hẹn người bí ẩn đó gặp mặt trực tiếp. Sáng hôm sau ông đến điểm hẹn từ sớm, có điều đợi mãi vẫn không thấy người kia đâu. Một tuần sau đó ông không còn nhận được những bưu kiện kia nữa. Ông nghĩ rằng kẻ quấy rối đã thôi làm phiền đến mình. Có điều hôm nay lại có một lá thư xuất hiện trên xe. Dozu điền tiết mang lá thư đó đến bưu điện kiểm tra. Cuối cùng phát hiện mọi thông tin trên phong bì đều là giả, và người đưa thư kia cũng không phải nhân viên nơi này, chứng tỏ tên đó chính là người bí ẩn kia mà anh đã bỏ lỡ. Đang lúc chán nản, Dozu gặp lại cô cảnh sát hôm trước. Ông liền mang chuyện mình đang gặp phải nói với cô. Cô gái rất nhiệt tình nói sẽ giúp ông điều tra chuyện này. Sau đó cùng con gái tiếp tục đi mua sắm. Dozu quyết định lên mạng tìm hiểu. Ngay khi đánh ra cái tên được ký trên phong bì, ông đã rất hoảng sợ, bởi đó chính là tên của cậu thiếu niên 17 tuổi năm đó. Có điều cậu ta hiện tại lẽ ra đang ở trong tù mới phải, không thể tự do quấy rối ông như vậy. Khi về đến nhà, ông mang hết những thứ liên quan đến cuốn tiểu thuyết đốt đi. Sau đó tức giận gọi cho hắn chửi rủa và đe dọa sẽ xử lý hắn. Đúng lúc này ông lại nghe tiếng chó sủa. Lần theo dấu vết, ông thấy được một mô hình miêu tả chi tiết về vụ xả súng năm đó. Đang không hiểu chuyện gì thì lại có thông báo tin nhắn đến. Ông lần theo sang phòng bên cạnh lại thấy một máy phát liên tục phát những cuộc hội thoại ông từng liên lạc với người bí ẩn những ngày qua. Tiếp đó trên tường còn dán chằng chịt những trang sách trong cuốn tiểu thuyết năm đó. Sáng hôm sau, ông gọi cô cảnh sát kia đến. Sau khi mở cuộn băng ghi hình kia lên, nội dung bên trong chính là cuộc thẩm vấn thiếu niên 17 tuổi đó. Cậu ta nói rằng mình đã bị cuốn sách kia tẩy não. Cuối cuộn băng còn nhìn thẳng vào màn hình, giống như đang đối diện với Doru và nói rằng, bây giờ tôi đã không còn sợ ông nữa. Sau đó điên cuồng lặp lại câu nói này với khuôn mặt đáng sợ. Tiếp đó, cảnh sát lại mở ra một cuộn băng. Địa chỉ người gửi chính là nhà tù nơi giam giữ cậu thiếu niên kia. Ngày hôm sau, Dozu quyết định đến nơi giam giữ cậu ta kiểm tra. Hiện giờ cậu ta cũng đã là một người đàn ông chững chạc. Có điều cách nói chuyện của cậu ta vẫn rất hoang tưởng và không có thiện chí với người lạ. Bởi vì cậu ta không nhận ra ông chính là người viết cuốn tiểu thuyết đó. Nhưng bất ngờ cậu ta nhận thấy điều gì liền tấn công cai ngục và dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào Dozu. Dozu mang tâm trạng hoảng loạn trở về gọi điện cho cô cảnh sát, lại nghe được cô ta đang nói về nội dung cuốn sách của mình. Tiếp đó ông nhận được một loạt bản thảo ghi chép về những cuộc nói chuyện giữa ông và người bí ẩn kia. Ông vừa đọc chúng vừa sâu chuỗi lại những lời cô cảnh sát kia từng nói với mình và phát hiện ra cô ta chắc chắn có vấn đề. Tối đó khi ôm chó cưng vào lòng, Dozu lại phát hiện ở cổ của nó có gắn một con chip. Tiếp theo trong điện thoại lại vang lên dãy số quen thuộc. Sáng hôm sau cảnh sát liên bang đến tìm Dozu, bởi vì sau ngày ông đến thăm tù nhân của họ, tên đó đã biến mất không chút dấu vết. Tình cờ qua một bảng tin, ông phát hiện những chữ cái đầu tiên trong tên của
của 13 nạn nhân đó khi được nối với nhau sẽ ra tên của cậu thiếu niên kia. Ngày hôm sau, tình cờ ông phát hiện bé gái hôm trước sừng mẹ con với cô cảnh sát kia, hiện tại lại là con của một người phụ nữ khác. Thì ra cô bé đó chỉ là người được thuê để tạo lòng tin với ông. Sau khi lùng sục ở đống rác gần đó, ông đã tìm được địa chỉ nơi cô ta hoạt động, đó là một quán bar ngầm. Ngay khi ông dùng bộ dạng ngơ ngác của mình tiến vào, liền được một người đàn ông cầm tay khiêu vũ. Sau đó Doju bước vào một căn phòng, ở đây ông đã thấy cô cảnh sát kia, có điều cô ta không mảy may bất ngờ. Như đã đoán trước được ông sẽ đến đây tìm cô ta, một bất ngờ nữa đó là băng đạn trong súng của ông đã bị người đàn ông khiêu vũ ban nãy tháo sạch. Doju còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra, thì một điều khác xảy đến khiến ông hết sức kinh ngạc. Bởi vì sau khi cô ta gõ ba phát vào cốc nước, thì tất cả những người trong căn phòng này đều lặp lại y đúc những hành động như lúc ông mới bước vào. Và đĩa thức ăn được đưa lên chính là những viên đạn lẽ ra phải ở trong lòng súng của ông. Doju tức giận hỏi cô ta là ai, lại chỉ nhận được câu trả lời vô nghĩa. Cô ta nói mình chỉ là một người đưa tin. Đêm đó chó cưng của ông bỗng nhiên sủa lớn, sau đó chạy ra vườn. Vài giây sau từ phía đó vang lên hàng loạt tiếng súng. Doju vội vàng bỏ chạy vào bên trong. Lát sau người xuất hiện chính là tên tù nhân hôm trước, cũng là cậu thiếu niên tuổi 17 năm đó. Trước khi cậu ta tìm thấy ông, Doju đã kịp thời xếp sẵn một chiếc bẫy. Ngay khi cậu ta bước vào, ông liền khởi động nó. Có điều ông vẫn bị cậu ta khống chế. Trong khi cậu ta đang say sưa bàn về ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết, Doju đã âm thầm mò được một mảnh nhọn, sau đó đâm liên tiếp vào cổ cậu ta. Trước khi nhắm mắt, cậu ta vẫn thao thức về kết cục của cuốn truyện. Có điều Doju lúc này lại nói rằng, xin lỗi nhưng tôi không viết ra nó. Sau đó ông đưa chó cưng của mình đến bệnh viện cấp cứu. Quá mệt mỏi nên ông thiếp đi trên ghế. Sau khi tỉnh dậy, Doju thấy trong túi mình có một lá thư. Lần theo địa chỉ trên đó, ông đến một căn nhà hoang. Vừa vào cửa, dãy số quen thuộc kia lại vang lên. Ông tiến đến tắt chiếc máy đang phát ra nó. Khi quay đầu lại, ông gặp được một người quen. Anh ta thấy ông liền khởi động chuỗi mô hình sắp đặt trước đó. Thì ra cậu ta mới chính là tác giả đích thực của cuốn tiểu thuyết kia. Năm đó cậu ta là học trò của Doju. Khi vừa đọc được bản thảo của cuốn tiểu thuyết đó, ông đã nhận ra cậu sinh viên này là một thiên tài. Có điều tâm lý của cậu ta có chút bất thường và hơi hướng hoang tưởng. Vài ngày sau khi đưa cho ông bản thảo đó, cậu ta đã ở trước mặt ông tự châm lửa đốt chính mình. Năm đó ông vẫn đinh ninh rằng cậu ta đã ra đi vĩnh viễn. Có điều ông không ngờ rằng bao năm nay, cậu ta vẫn luôn đứng trong bóng tối để tác động vào cuộc sống của ông, coi ông chính là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình. Cậu ta cũng giống như thiếu niên kia, luôn khao khát muốn biết kết cục của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó. Nhưng đến phút cuối cậu ta vẫn không được toại nguyện, bởi vì trước khi nơi này phát nổ, Doju đã ở trước mắt cậu gửi đi lá thư bí mật đến nơi khác. Kết thúc của bộ phim cũng không giải thích rõ nội dung là gì, nhưng chỉ lặp lại nội dung ông từng giảng cho các sinh viên của mình. Đó là sự thành công của một nhà văn, chính là không được để khán giả dễ dàng tìm ra mình. Bộ phim này tuy không có nhiều tình tiết cao trào, nó giống như một dòng sông phẳng lặng yên tĩnh. Tuy nhiên nếu các bạn có thời gian nghiền ngẫm, nó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều thông điệp ý nghĩa, đặc biệt là sự tác động của ngôn từ đối với người tiếp nhận và sức mạnh của việc ám thị tâm lý. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye.